Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DK Eyebrow Beauty. Và hiện giờ thì mình đang có mặt tại khu kỹ thuật. Và chuyên gia của bên mình thì vừa mới xử lý hút mực đỏ cho một cặp lông mày của một bạn khách hàng mà đã đi làm lông mày ở rất là nhiều nơi rồi, làm vài lần lên lông mày rồi. Và như mọi người có thể nhìn thấy tình trạng của bạn ấy qua camera, chúng ta có thể nhìn thấy da rất là mỏng này. Và ngoài ra thì góc mực của bạn ấy đã làm vài lần chồng chéo đầy lên nhau rồi, và có sử dụng cả một chút cái mực da ở trên đầu lông mày nữa. Thì với công nghệ siêu laser Picomax ngày hôm nay thì bạn ấy đã vừa mới xử lý hút cái mực đỏ đi rồi, nên là như mọi người có thể nhìn qua màn hình đấy, là góc mực của bạn ấy chuyển sang màu đen. Còn đây ạ, hiện tại trên tay mình thì mọi người có thể quan sát nhé, là góc mực của bạn ấy là ban đầu là có dấu hiệu là bị trổ sang màu đỏ ạ. Nguyên nhân là mực bị đỏ là do làm sao ạ? Là vì do trong thành phần mực nó không có chất chống trổ, nên là góc mực của chúng ta sẽ bị phai màu đi theo thời gian. Và để xử lý được những cái mực đỏ này, chúng ta phải có cái tia laser chuyên dụng để hút nó. Và sau đấy khi mà xử lý sạch mực đỏ rồi thì chúng ta sẽ làm lông mày mới. Chúng ta bắt buộc nên xử lý sạch mực đỏ, thì khi mà chúng ta làm mới, mực đỏ và cái mực mới nó không bị loang lổ vào nhau, nó sẽ không bị trổ màu nữa. Thì chị Giang ơi, không biết là khử đỏ ấy thì mình có cách xử lý khác với cả mực đen hay không ạ? Và nó có đạt kết quả được cao không ạ chị? Có em ạ, tại vì nó là giữa hai phần sóng khác nhau. Vâng ạ. Đỏ và đen khác nhau. Thế liệu trình mình xóa là mình đã bao gồm trọn gói cả hút mực đỏ rồi đúng không ạ chị? Đúng rồi. Vâng ạ, thế bây giờ em xin mời chị Giang bắt đầu xử lý hút mực đen cho em nhé. Như mọi người có vừa nghe chuyên gia bên mình chia sẻ đấy, là cách xử lý mực đỏ và mực đen nó khác nhau. Nhưng tuy nhiên nhỉ, là giá một liệu trình bên mình thì đã bao trọn gói cho khách hàng cả rồi. Cho nên là mọi người hãy yên tâm nhé, cho dù là mực của chúng ta có bị trổ đỏ ấy, thì với cái mức giá là 4 triệu và được giảm 40% là còn 2 triệu tư ấy, là đã bao gồm trọn gói cho chúng ta cả cái việc khử đỏ cũng như là hạ tông màu rồi. Đây là câu hỏi mà có rất nhiều chị em thắc mắc với mình, là liệu là đấy mực của chị bị đỏ thì giá tiền nó xóa nó có khác so với cả mực đen hay không. Thì các chị em yên tâm nhé, là đó một liệu trình của bên em là có giá là 4 triệu và giảm 40% là còn 2 triệu tư. Và giá đó đã là bao trọn gói cho chúng ta tới khi nào mà nền đủ sạch để làm mới rồi ạ. Và như mọi người quan sát nhé, da của chị ấy thì rất là nhạy cảm, rất rất là mỏng luôn. Nhưng mà đấy, như mọi người có thể nhìn thấy là khi mà laser nó bắt đến đâu ấy là chỉ làm nhạt mực của khách hàng đi thôi, chứ không hề gây tổn thương da của khách. Vậy nên là chúng ta sẽ không cần phải nghỉ dưỡng thời gian dài này. Chưa kể rằng là ngay sau khi xóa xong ấy, nếu như mà cần phải trang điểm này thì chúng ta vẫn có thể trang điểm cũng như là sinh hoạt với nước vô tư nhé. Và một ưu điểm nữa của siêu laser Picomax ấy là khách hàng không cần phải ăn kiêng gì cả. Mà cũng như mình vừa chia sẻ đấy, so với những công nghệ cũ thì chúng ta sẽ phải nghỉ dưỡng đến cả tháng trời rồi mới tiếp tục cái liệu trình xóa cũng như là làm được lông mày mới. Nhưng mà với công nghệ siêu laser Pico của bên mình thì chỉ khoảng 5 ngày đến 7 ngày sau là khách hàng có thể qua để xóa tiếp liệu trình của mình được rồi. Và ngay sau khi xóa xong ở lần cuối cùng thì mình có thể làm lông mày được luôn nhé. Đây ạ, chị ơi chị giúp em là mình có thể soi gương và mình kiểm tra cái sản phẩm của mình sau khi xóa xong. Mời anh ạ. Vâng ạ, không biết là cảm nhận của chị như thế nào hả chị? Cũng chỉ hơi nhói nhói một tí thôi. Vâng, thế còn về hiệu quả của nó thì sao ạ? Em thấy mờ nhạt nhanh đấy, vì em cũng xóa một lần rồi, đây rồi. À, mình xóa cơ sở khác hả chị? 3 lần. Vâng, thế không biết là mình có cảm nhận như thế nào về cái công nghệ siêu laser Pico ở DK ạ? So với cái cơ sở trước đây mà mình xử lý thì mình thấy nó hiệu quả như sao ạ? Em thấy nó nhanh, nhẹ nhàng mà hiệu quả cao. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Và để theo dõi được thêm về cái tình trạng lông mày của khách hàng này, cũng như là những cái tư liệu liên quan đến phun xăm thẩm mỹ, thì mọi người hãy bật chế độ xem trước ở trên fanpage DK Eyebrow Beauty để có thể cập nhật thường xuyên nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay của bên mình, và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.